Chào các em. Như vậy là sau một thời gian dài chúng ta lại gặp nhau ở vòng số 13. Những em nào mà học thầy khóa V81, V82 thì có thể là hàng ngày các em vẫn gặp thầy đúng không? Còn những em mà chưa học thì chúng ta hôm nay mới gặp nhau. Quả là một khoảng thời gian khá dài sau khi nghỉ Tết tay ha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải vòng số 13 viên bích của khối lớp 8. Và như thường lệ, thầy sẽ giải đến 3-4 nít để các em có điều kiện rút kinh nghiệm, học hỏi để chuẩn bị bước vào kỳ thi cấp huyện. Bảng A cũng như bảng B, rồi vòng tỉnh sau Tết, sau Tết Nguyên Đán. Thầy cũng giới thiệu là sắp tới thầy sẽ ra khóa học V83. Các em nhớ đón xem. Các em lên kênh via Buổi Luận hoặc Red.com để thêm xem thêm thông tin nhé. Và ngày mở là ngày nào, các em lên đó xem. Chuẩn bị nháp và máy tính bỏ túi. Bài thi đầu tiên, bức tranh bí ẩn. Cái này thì cũng đơn giản ha. Thay A bằng 5 thôi các em. Như vậy mình lấy 60 trừ cho A bình, tức là trừ 5 bình. Là được bao nhiêu mình chia cho 5. Là ra B thôi, 7. Quá dễ dàng ha. Câu hỏi 2. Tổng của 2016, số hạng đầu tiên của dãy số này. Thì các em thấy dãy số này nó lặp lại nè. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, v.v. Như vậy nó đi thành từng nhóm, mỗi nhóm là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2016 thì chia hết cho 4 các em nhé. Các em thử đi. Như vậy 2016 là chia cho 4 là được tất cả là 504. 504 nhóm. Như vậy cái dãy số này gồm 504 nhóm. Mỗi nhóm có 4 số 1, 2, 3, 4. Vậy mình lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 là được tổng một nhóm là 10 nè. Rồi mình nhân lên 504 là bằng 5040. Đây. Cái này thì quá dễ. 24 nhân 4 chia 8 là bằng 12. Như vậy x trừ 3 là bằng 12 thì x sẽ bằng 15. Nhân chéo chia ngang thôi thì gì đâu. Số nguyên dương A nhỏ nhất. Để cái này là một số nguyên. Rồi, các em dùng chức năng cuối cùng ở trong bài giảng V81. Chức năng cuối, bài giảng cuối trong khóa học V81. Để giải quyết bài này. Căn 2. Căn của 2 mũ 3. Nhân 5. Rồi mình cho cái số A chạy từ 1 cho tới 19. Cái nào ra số nguyên thì mình lấy các em nhé. Rồi xong rồi. A bằng 10 các em. A bằng 10 thì nó sẽ ra là số nguyên. Kết quả là 20. Căn này là bằng 20. Như vậy A nó sẽ bằng 10 các em nhé. Đây. Câu 5. Cái này thì quá dễ rồi. 3 mũ x sẽ bằng 3 nhân cho 3 mũ 58. Thì 3 mũ 58 3 lần cộng lại tức là gấp 3 đó. Mà 3 nhân 3 mũ 58 thành 3 mũ 59. 3 mũ x bằng 3 mũ 59 thì x sẽ bằng 59 thôi. Đây. Để dễ vậy trời. X cộng y nhân x trừ y là bằng x bình trừ y bình ha. X bình trừ y bình là bằng tổng nhân hiệu nè. Như vậy là x bình trừ bình tức là bằng 1 nhân 3 là bằng 3, 3 mũ 3 là bằng 27. Đề dễ quá. 3 chữ số tận cùng. 3 chữ số tận cùng tức là tìm dư. Tìm dư khi chia cho 1.000 đó các em.
Cái này trong khóa học V83 thầy sẽ hướng dẫn khá kỹ ha. Rồi, 2 mũ 100 có 3 chữ số tận cùng là bao nhiêu? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn bằng biến đổi toán học. Bây giờ các em lưu ý nè. Bây giờ thầy có 2 mũ 25 thì máy nó chịu nổi. Máy nó sẽ ra là 2 mũ 25, máy nó sẽ ra là 3355 4432 đúng không? Thì cái này á, khi chia cho 1000 á, khi chia cho 1000 là nó dư 432. Như vậy là nó bằng 1000K cộng cho 432 này. Đó. Từ đây các em suy ra là 2 mũ 25 tất cả mũ 4 tức là 2 mũ 200 đó các em. Lỗi, 2 mũ 100 đó các em. 2 mũ 100 là bằng này. Tức là bằng này mũ 4. Nha. Bằng này mũ 4 này. Đó. Bây giờ lúc đó 2 mũ 100 chia cho 1000 chia 1000 sẽ cùng dư với 432 mũ 4 khi chia cho 1000. Cái này vô khoa học V83 thầy sẽ làm kỹ hơn các em nhé. Còn ở đây thầy không có đủ thời gian để nói đâu. Bây giờ các em lấy 432 mũ 4 này, thì coi nó bằng mấy. 432 mũ 4 này. Ồ tràn em ơi. Như vậy là mình tính 432 mũ 2 ra. 432 mũ 2 là tất cả mũ 2. Bây giờ 432 mũ 2 á là bao nhiêu? 432 mũ 2 là bằng 186624. 186624. Đó. Như vậy cái này chính là gì? Chính là 1000 H. 186624 chia cho 1000 là dư 624 thôi. Mũ 2. Đó. Vậy tiếp tục là thầy sẽ có là 432 mũ 4 chia cho 1000 sẽ cùng dư với lại 624 mũ 2 khi chia 1000. Vô khóa học V83 thầy sẽ hướng dẫn kỹ vấn đề này. Còn giờ các em tiếp thu kiến thức các em làm thôi. 624 mũ 2 thì nó sẽ bằng là 389 376. Có nghĩa là tận cùng là 376 ha. Tận cùng là 376. Như vậy tóm lại là 2 mũ 100 khi chia 1000 sẽ dư 376, tức là 3 chữ số tận cùng của nó là bằng 376 các em. Rồi ta chọn đáp án 376 rồi. Câu hỏi số 8. Cái này thì cũng dễ thôi. Mình làm như bình thường nữa các em. 2 mũ 5 nè nhân cho 3 mũ 7 thì bằng 9, thì ghi thành 2 mũ 2. Nhân cho 6 mũ n thì sẽ tách thành 2 mũ n. Nhân cho 3 mũ n thôi. Như vậy 3 mũ 7 sẽ đồng nhất với 3 mũ n, tức là n bằng 7 đó. N bằng 7. Ê từ từ, không được. N bằng mấy? 2 mũ 5 nhân 3 mũ 7 còn 9 á,
chính là 3 mũ 2 chứ. 3 mũ 2 nhân 2 mũ n nhân 3 mũ n. Rồi giờ thầy sẽ gộp lại 3 mũ 2 nhân 3 mũ n thì bằng 3 mũ 2 cộng n. Còn 2 mũ n để nguyên. Rồi giao hoán cái 2 mũ n ra trước luôn đi. Cho nó giống cái vế khởi đầu ha. Vậy n chính là 5 các em. N bằng 5 thì 2 mũ 5 bằng 2 mũ n nè. Rồi 2 cộng 5 là đúng bằng 7 luôn. Vậy n bằng 5. Cái này thay vô tính thôi chứ cái gì đâu mà. Thì chỗ này sẽ thành y bình trừ cho 9x bình cộng 9x bình lại là thành y bình đó. Y bình là bằng 100. 10 bình bằng 100. Còn x bao nhiêu không phụ thuộc ha. Xong. Các em nhớ thầy sắp mở khóa học V83 để luyện cấp huyện và cấp tỉnh luôn các em nhé. Cấp huyện và cấp tỉnh nó chỉ cách nhau có một vòng thôi. Đó. Huyện bảng A là gồm những tỉnh và thành phố lớn ha. Nhưng mà các em yên tâm đi. Thành phố lớn, thành phố nhỏ gì không có quan trọng. Các em học theo giáo trình của thầy là không có gì phải sợ hết nha. Người ta phân biệt ra. Người ta phân biệt ra cái gì? Bảng A, bảng B, thầy thấy không cần thiết. Chính ra học sinh vùng quê như các em á, như chỗ thầy á, học sinh lại học toán cũng có thua kém gì. Bảng A đâu đây nè, bảng A nè. Đó, để chứng tỏ cho họ thấy là mình ở vùng xa xôi, hẻo lánh, không có thua kém gì ở nơi phát triển á, thì các em cố gắng thi cho tốt, đậu giải cao cho thầy ha. Mà mấy thành phố này chẳng qua họ chỉ giàu hơn mình thôi. Chứ chưa chắc gì họ đã giỏi hơn mình về môn toán đâu các em nhé. Như môn anh văn thì đúng là mình thua xa rồi ha. Môn toán thì chưa chắc. Toán thì ở đâu cũng vậy thôi. Đó. Thầy là một ví dụ. Thầy ở vùng sâu vùng xa nhưng mà thầy vẫn làm tốt các em nhé. Thầy không có để mình tụt hậu so với ở vùng thủ đô, vùng Sài Gòn ha. Thầy cũng chỉ ở một tỉnh miền núi thôi. Rồi. Bây giờ các em qua cái dòng thi tiếp theo. Bài thi số 2. Con rắn ra trước. Ồ, sao kỳ này con chó lại ra trước ta? Chó hả? Rồi, vẽ hình đi. Các em vẽ hình nhanh đi. Tam giác ABC. Cân tại A. AB bằng 39. Trong tam giác đó, dựng tam giác MBC đều. Có cạnh là 30. Khi đó diện tích tam giác AMB. Ô, vẽ hình đi. Vẽ hình xíu cho vui ha. Tam giác ABC cân các em. Rồi. Ở trong nó dựng một tam giác đều. Đều. Đó. Một anh 39, một anh 30 ha. Như vậy đây thầy có tam giác nè. A nè. B nè. C. Rồi dựng tam giác MBC ở bên trong. Người ta bắt tính diện tích tam giác nào? Bắt tính diện tích tam giác AMB các em. Ồ, cái này dễ rồi ha. Diện tích tam giác AMB là tam giác này ha. Cách làm sao? Các em vận dụng khóa học V82 của thầy, các em giải quyết coi. Tam giác MBC có cạnh là 30 thì diện tích của nó là gì? Em nào đã học thầy khóa học V82 rồi, nói thầy xem. Như vậy là S của MBC á, diện tích tam giác MBC á, thì nó sẽ bằng, theo khóa học V82 thì nó sẽ bằng gì? A bình căn 3 chia 4 đúng không? 30 bình nè, nhân cho căn 3 nè, chia 4 nè, đó. Rồi, bây giờ mình tính diện tích tam giác AMB
thì các em lấy diện tích tam giác lớn này nè, rồi trừ diện tích tam giác đều này rồi chia đôi thôi ha, hai bên này bằng nhau mà. Còn không thì các em tính diện tích của cái tam giác đây nè, đó, cái tam giác thầy gọi là ABH, tính diện tích tam giác ABH rồi trừ đi diện nửa diện tích của tam giác đều. Tam giác ABH là tam giác vuông, trong đó BH là bằng 15 rồi, lấy 30 chia đôi là 15. Giờ các em tính AH cho thầy thôi. AH thì mình dùng Pythagore đi ha. Dùng Pythagore nè. AB theo đề cho là bằng 39. Như vậy AH sẽ bằng căn của 39 bình trừ đi 15 bình. Đó, 39 bình trừ 15 bình là bằng 1296. Rồi lấy căn của nó là bằng 36 các em. Như vậy là AH bằng 36 nè. AH bằng 36. Như vậy ta có S của tam giác, S của tam giác ABH là bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông, tức là 15 nhân cho 36. 15 nhân 36 rồi chia 2 là bằng 207. Như vậy diện tích tam giác ABH là bằng 207 các em. Rồi trừ đi nửa tam giác đều. Trừ đi nửa tam giác đều, tức là trừ đi nửa cái này nè, là lúc đó sẽ ra diện tích tam giác AMB thôi. Vậy kết quả sẽ là gì? Kết quả sẽ là 207 trừ đi 1/2 của cái này. Đấy, cái này chia đôi tức là thành phần 8, 900 căn 3 phần 8 à. Sao đáp án xấu dữ trời. Đáp án đẹp mà. A làm tròn thế hàng đơn vị. Giờ thầy bấm máy tôi coi sắp xỉ bao nhiêu. 900 căn 3 chia cho 8 rồi lấy 207 trừ, làm tròn tới hàng đơn vị là bằng 75. Đáp án là 75 các em. Sắp xỉ 75 ha. Con mèo. Hình thang, rồi vẽ nhanh hình đi. Hình thang có hai đáy là 6 và 8. Thì đường trung bình là 6 cộng 8 chia đôi. 6 với 8 là 14, chia đôi là 7. Trời, hỏi lẫn xẹt kìa trời. Con heo. Số nguyên dương x. Để cái này có giá trị nguyên. Cái này thì thầy dạy quá nhiều rồi. Bây giờ thầy dùng kỹ thuật làm nhanh ở trong khóa học V81 để thầy giải thôi. Chứ bây giờ giải tay nó hơi lâu. 2x mũ 2 cộng 3x cộng 1 chia cho alpha x cộng 2 chia x cộng 2. Tìm số nguyên dương x để cái đó đạt nguyên. Như vậy thì cho x chạy từ 1 tới 20. Bước nhảy là 1. Rồi như vậy x bằng 1 luôn kem. Số nguyên dương x sẽ bằng 1. Là cái này nó đạt giá trị nguyên là bằng 2. Còn lại là lẻ hết. Hên quá. Con gà, năm gà. Cho tam giác ABC vuông tại A, các em vẽ hình nhanh đi. Trên AC các em lấy điểm D cho thầy. AD bằng 18. DC bằng 14. Còn BD thì bằng 30. Trời, dùng Pythagore thôi ha. Các em vẽ hình xong chưa? Vẽ hình xong thì các em tính AB cho thầy. Đây. Thầy tính bên này luôn cho các em dễ hình dung nè. AB. AB sẽ bằng căn của 30 bình trừ cho 18 bình. Cứ vẽ hình ra các em thấy à. 30 bình. 30 bình trừ 8 bình. Xin lỗi, trừ 18 bình. Là bằng 576, lấy căn. Vậy là bằng 24 em. Đó, bằng 24. Rồi diện tích của tam giác BDC thì lấy tam giác lớn trừ tam giác nhỏ các em. S tam giác ABC là tam giác lớn á, thì bằng 1/2. 1/2 tích hai cạnh góc vuông, tức là 24 nhân cho 18 cộng 14.
18 cộng 14 là bằng 32 đó. Như vậy là 24 nhân 32 là chia đôi, là bằng 384. Còn S của tam giác ABD, S tam giác ABD các em, thì cũng bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông. Nhưng mà cạnh góc vuông là một cạnh bằng 24, một cạnh bằng 18 nha. Như vậy là 24 nhân 18 chia 2 là được 26. Lúc đó cái diện tích tam giác BDC thì làm phép trừ thôi. 384 trừ cho 26 các em. 384 trừ 26 là 168 ha. Đây, đáp án này. Con rắn. Rồi, vẽ hình đi các em. Toàn hình học không trời. Thời gian đâu chưa đủ. Tam giác PQT cân tại P. Lấy R và S trên cạnh QT. Sao cho QR bằng ST. Q nằm giữa. Góc T thì bằng 62. Góc T bằng 62, như vậy góc Q cũng bằng 62 đó. RPS. RPS thì bằng 34. Tính số đo góc Q. QPR. RPS. R. Lại coi. QR bằng ST rồi. Góc RPS là góc ở giữa. Ở giữa là bằng 34 độ. Rồi bây giờ tính cái góc QPR. QPR. Cũng dễ thôi các em. Mình lướt nhanh cái hình. Thầy lướt nhanh cái hình cho các em suy nghĩ nha. Thầy lấy cái tam giác cân này luôn. Chỉ đổi tên thôi. Rồi. Cho tam giác PQT. P nè. Q nè. T nè. Rồi lấy hai điểm nằm ở trên cạnh này, sao cho nó bằng nhau ha. Thì nối xuống luôn. Rồi, đây là điểm gì? R. Đây là điểm S. Như vậy là góc T bằng 62. T 62. Rồi 34 nữa. Đây 62 này. Thì bên này cũng sẽ là 62 ha. Tam giác cân mà. Còn góc RPS là 34. Như vậy thầy gọi cái góc cần tìm là góc QPR là XD. Thì lập tức là cái góc bên phải cũng X kem nhé. Góc bên này cũng X nè. Rồi mình dùng định lý tổng ba góc thì mình có công thức gì? Mình có công thức là 62 cộng 62 cộng x cộng 34 cộng x là bằng 1.8. Từ đây mình tìm được x thôi. Lấy 1.8 nè, trừ 34 nè, trừ 62 nè, trừ 62 nè. Như vậy là x, 2x sẽ bằng 22 và x sẽ bằng 11. Như vậy góc QPR sẽ bằng 11 độ thôi chứ gì đâu. Hù dọa. Rồi, con chuột. Có giá trị bằng 0 khi x bằng 1/2. Nhìn vô thấy luôn. Một phương thức bằng 0 khi tử bằng 0. 1/2 nhân 2 là 1 trừ 1, 0. À. Con rồng. 4 mũ x. 4 mũ x. Bên này là 4 mũ 3, 4 mũ 6. Vậy x bằng 6 các em. 4 mũ 6 là bằng 4096. 64 bình cũng bằng 4096. Thử lại xong liền. Giá trị của biểu thức này là x trừ 1 tất cả bình. Là 1 trừ 1 là 0 tất cả bình thì cũng bằng 0.
Con khỉ: cho ba số thực có tổng và tích như thế này. Rồi, bây giờ mình làm nháp thử coi. X cộng Y cộng Z bằng 114. X nhân Y nhân Z bằng 46656. Y thì lại bằng XK, Z thì lại bằng XK mũ 2. Cũng dễ kìa, rất đơn giản. Rất đơn giản ha. Các em lấy Y nhân Z cho tôi. Y nhân Z sẽ bằng XK nhân cho XK mũ 2, tức là bằng X mũ 2 nhân cho K mũ 3, đúng không ạ? Từ đây suy ra là X Y Z là sẽ bằng X nhân cho cái đám trên này, đúng không? Như vậy là nó sẽ bằng gì? X K mũ 3. Thế nên nó bằng X K mũ 3 mà. Đây nè. Mà theo đề là X Y Z nhân lại thì bằng 46656, đúng không? Vậy tóm lại là cái này bằng 46656 nè. Từ đây các em suy ra XK sẽ bằng số nào mũ 3 lên? Bằng 46656. Nó chính là cái mẫn căn bậc 3 là bằng 36. Như vậy Y sẽ bằng 36. XK là bằng Y mà. Y bằng 36 mà tổng là bằng tổng X cộng Y cộng Z đó, là bằng 114. Như vậy là X cộng Z đó sẽ bằng 114. Trừ cho 36 em nhé. 114 trừ 36 bằng 78 ha. Con hổ. Cho hình vuông, các em vẽ nhanh hình vuông đi. Cho hình vuông ABCD. Trong đó AB bằng X cộng 16. Hình vuông BC là bằng 3X. Vậy hai cái đó bằng nhau. Hình vuông thì hai cạnh phải bằng nhau chứ, không? Vậy là x cộng 16 là bằng với 3x. Từ đây mình tính x dễ dàng thôi. Vậy là 2x sẽ bằng 16, x sẽ bằng 8. 8, 3, 4, 8, 16, 4, không? Như vậy chu vi hình vuông, chu vi là bằng 3x nhân 4. 3x nhân 4 cạnh nhân 4 mà, tức là 3 nhân 8 là nhân cho 4. 3 nhân 8 nhân 4 là bằng 96. Cạnh là bằng 24 nhân 4 ha. 96. Rồi, xong bài toán. Đề cũng hơi chua đó. Nhưng mà không sao ha. Nhớ các em nha. Chúng ta tham gia ngay khóa học. Các em đăng ký ngay từ bây giờ cũng được. Còn tới ngày giao thừa thầy mới mở. Thực ra không phải là thầy chơi ác các em đâu, mà thầy bận quá. Thì tới ngày giao thừa, các em đón giao thừa, các em đăng ký học cho vui. Rồi sau Tết các em học vài ngày nữa là xong khóa V83 thôi. Là mình thi hiện thi tỉnh ok luôn. Ngày giao thừa các em học thì ông bà mình chắc thấy mình ham học là phù hộ các em đậu thôi ha. Rồi, đừng để điểm rơi. Cái này chắc khó các em ơi. Cái này nhẩm luôn. 2x trừ 3 sẽ phải bằng 3 hoặc là bằng trừ 3, đúng không? Thì lúc bình lên mới bằng 9. Nên tôi chọn như vậy hai kết quả. 2x sẽ bằng 6 hoặc là 2x bằng 0. Vậy x sẽ bằng 3 hoặc là x bằng 0. Ta lấy bằng 3 để đòi hỏi số dương mà. Cho tam giác cân, các em vẽ nhanh cái hình ABC nè, cân A 30 độ trong tam giác ABC, dựng tam giác BC đều sẽ giống cái bài hồi nãy vậy. Giống y cái bài hồi nãy luôn nè. Lùi lại. Đây, giống cái bài này nè. Đổi tên thôi. Tam giác ABC ha.
những tam giác BCD đều. Rồi thì giấu cái điểm này đi. Người ta đòi cái gì? Trong tam giác ABC dựng tam giác ABC đều. Góc A là bằng 30 rồi. Rồi. Như vậy cái góc dưới này nè. Nếu góc A bằng 30 á thì cái góc dưới này sẽ bằng góc ABC á là bằng 180 trừ 30 rồi đem chia đôi là bằng 75. 75 mà cái góc này là tam giác đều là chiếm 60 rồi. Như vậy cái phần thừa này sẽ là 75 trừ 60 là bằng 15 ha. Góc ABD sẽ bằng 15 độ. Trời đất. Cái này nó bằng 23 cộng 57. Tất cả bình ha. Tức là bằng 6.400. Thằng đánh thức đó mà. Cho ba số thỏa mãn cái này. Cái này bạn nào mà học cái khóa học B81 giải hệ phương trình rồi á thì các em làm rất nhanh. Thì làm luôn ha. Dùng kiến thức trong khóa học đó là giải hệ phương trình có 3 ẩn ha. Rồi nhập nè, 1 âm 3 xin lỗi 0 chứ nhỉ. 0 âm 3 7 0 âm 3 nè 7 nè âm 10 thì nhập tiếp 0 1 âm 2 3 xuống nhập tiếp 1 2 âm 5 13. Như vậy A sẽ bằng 6 em. A bằng 6, B bằng 1 và C sẽ bằng âm 1 luôn. Người ta chỉ hỏi A và trả lời A thôi, bằng 6. Các em tham gia ngay khóa học B81 để hiểu tại sao thì làm được như vậy nha. Chứ giờ ở đây mà giải bằng tay là nó hơi mất thời gian đó. Không đủ thời gian đâu. Qua nít 2 thì thầy sẽ giảng bài đó kỹ hơn. Rồi. Cái này thì mình bấm bên này thôi. Ủa chào bấm không được đâu các em. Nó tràn ha. Mình biến đổi đi. Biến đổi nè. 2 mũ x sẽ bằng 2 nhân cho 16 mũ 12. 16 thay đổi thành 2 mũ 4. Tất cả mũ 10, 12. Rồi cộng cho 2 nhân 8 thì ghi thành 2 mũ 3. Tất cả mũ 16. Như vậy là nó bằng 2 2 mũ 4. Tất cả mũ 12 là 2 mũ 48. Nhân với 2 nữa là 2 mũ 49 ha. Rồi cộng cho bên này 3 nhân 16 là cũng 48. Vậy là cũng 2 mũ 49. Như vậy là gấp đôi 2 lần 2 lần 2 mũ 49. Thứ 2 mũ 49 nhân đôi vậy là thành 2 mũ 50. 2 mũ x bằng 2 mũ 50. Vậy x sẽ bằng 50. Vẽ hình chữ nhật. Các em vẽ hình chữ nhật ra thử. Thầy lấy cái hình chữ nhật. Đây, hình chữ nhật đây. Hình chữ nhật có tên là ABCD ha. A, B, C và D. Vẽ AF vuông góc với BD thì khả năng dùng Pythagore là
đúng luôn. Đây là AF kèm nhé. AF vuông góc CD BC bằng 30. BC bằng 30 nè. Còn CD thì bằng 40. AF thì bằng X. Trên này bằng X. Dùng định lý Pythagore, các em sẽ tính được BD bằng 50. Tự xử nha. Thầy không có hướng dẫn đâu, mấy cái dễ quá mà. BD là bằng 50 ha. Bây giờ các em sẽ dùng công thức tính diện tích của tam giác ABD. S của tam giác ABD này nó có hai cách tính. Một là 1/2 30 nhân 40, tức là nửa hình chữ nhật đó. Hai là nó có thể tính bằng 1/2 cạnh nhân đường cao tương ứng, tức là 50 nhân x nhân 1/2. Vậy từ đây mình suy ra x sẽ bằng 1/2, 1/2 là bỏ đi. Vậy x sẽ bằng 30 nhân 40 chia 50. Vậy đó. 30 nhân 40 chia cho 50. 24. X bằng 24 các em nha. Cắm sạc này. Sắp hết pin rồi. Rồi tiếp tục. Các em thử vẽ hình và nháp thử coi. Rồi bạn nào mà học khóa học về 82 rồi thì đây là bài toán ứng dụng nửa tam giác đều liên tục các em nha. Giờ thầy vẽ nửa tam giác đều. Đây. Đây là tam giác PQR đó. Thầy vẽ xong một lần rồi thầy giảng luôn cho nó dễ ha. Rồi đây các em. Đây là P Q R. Đó, P Q R. Rồi đây là đâu? PSR chứ. Còn đây mới là Q nè. Mấy cái góc 30 ha. 30 rồi 60 rồi y xèo. Đây 30. Đây 30. Đây 60. Còn đây là góc 90 độ ha. 90 độ. PQ người ta cho bằng 10. Như vậy ta dùng nửa tam giác đều này. Các em coi lại khóa học V82 dùm thầy nha. Nếu PQ bằng 10 á thì SQ sẽ bằng 20. Một cái là nửa cạnh, một cái là cạnh hoàn chỉnh. Rồi lúc đó anh này SP sẽ là 20 nhân căn 3 chia đôi, tức là 10 căn 3 đấy. 10 căn 3 ha. 10 căn 3. Đó. Cái chỗ này bằng 10 căn 3 thì cái cạnh SR của tam giác lớn này nè sẽ gấp đôi như vậy, tức là 20 căn 3. 20 căn 3. Đây là nửa cạnh, đây là cạnh nguyên vẹn. Rồi trong nửa tam giác đều PSR cạnh là 20 căn 3 thì cái đường cao PR, đường PR sẽ bằng 20 nhân căn 3 chia đôi. A căn 3 chia đôi. Vậy nó sẽ thành 10. Hình như sai là 20 căn 3 nhân cho căn 3 nữa. Rồi chia cho 2. Tức là thành 10 nhân căn 3 nhân căn 3. Và nó sẽ bằng là 30 ra.
Em nào học V82 rồi thì mới biết được em nha. Vô tới vòng huyện tỉnh rồi, thầy không có giảng kỹ nổi nữa đâu. Đây 30, PR 30, PQ 10, nhà QR sẽ bằng 20 em nhé. Đăng ký ngay V82 đừng có tiếc. Chỉ có bao nhiêu tiền đâu. Kiến thức là chủ yếu em nhé. Lan tỏa kiến thức là chủ yếu thôi. 30 trừ 10 bằng 20 đúng rồi. Các em đăng ký ngay đừng có tiếc nuối em. Rồi nếu MP là số nguyên dương. Giờ các em đổi 17 phần 3 ra là phân số. 17 phần 3 các em sẽ đổi nhanh nè. 17 chia 3 là được 17 chia 3 là được 5 2 phần 3 à, tức là 5 cộng với 1 phần 3 phần 2. Hết giờ rồi, thầy đi nhanh rồi. Vậy M là bằng 5 nhé. M bằng 5. Rồi tiếp tục 3 phần 2. 3 phần 2 các em lại đổi ra là thành 1 cộng 1 phần 2. Thì tóm lại M là bằng 5. Còn N là bằng 1. Còn P là bằng 2. Không tin các em thử lại đi ha. N sẽ bằng 1. M bằng 5. Thử lại ra. 5 cộng cho 1 phần 1 cộng 1 phần 2 đúng bằng 17 phần 3 luôn. Số dư khi chia cái này cho 2010 với x là số nguyên bất kỳ. Vậy các em chọn lại x bao nhiêu cũng được. X mũ 7 nè. Trừ 14. X mũ. Mũ 5. Mũ 5 đó các em nhé. X mũ 7 trừ 14 x mũ 5. Cộng 49. X mũ 3. Trừ 36 x. Cộng 1. Chia cho 210. Hình như là 0. Chia hết. Chia cho 210. Nhập đại số nguyên bao nhiêu cũng được. Dư 1 nha. Dư 1. Đúng dư 1 luôn. Chuột vẫn còn à? Dài vậy. Cho tam giác ABC có diện tích bài toán chia bánh rồi kìa. Đường trung tuyến là AD, nối xuống, E thuộc AC, sao cho AE gấp đôi AC, bài toán chia bánh kem. K là giao điểm của AD và BE, AD nối với E, cắt nhau tại K. Tính diện tích tam giác AKB. Rồi, diện tích tam giác AKB, thầy nối lên. Ít thời gian rồi, không có thời gian nhiều cho các em hả? Rồi các em vẽ những đường song song. Lúc đó KD, KD là 1 phần và AD là sẽ bằng 1, 2, 3, 4, 5 phần. Vậy là cái miếng AKB, AKB nó sẽ bằng 4 phần 5 của miếng ABD. Mà ABD lại bằng nửa của ABC. Như vậy là 4 phần 5 nhân 1 phần 2. Vậy là thành 4 phần 10. Thành 2 phần 5. 2 phần 5 của miếng lớn. Lấy 30 nhân cho 2 phần 5. 12 kia. Nếu đây là bài cuối thì thầy sẽ hướng dẫn các em ha. À đúng bài cuối, may quá. May cho tụi bay á. Rồi giờ thầy hướng dẫn lại bài đó. Bằng biến đổi toán học luôn nè. Viết lại cái đề đó nha. Cái đề của bài đó là gì? Thầy vừa chụp được cái đề rồi ha. Dán ra đây. Đây là Win 10 Windows 10 Office 2016. Thầy là toàn xài cái phần mềm mới nhất thôi. Nó có những ưu việt so với phần mềm cũ ha. Đây,
cái đề đây các em. Rồi giờ thầy sẽ hướng dẫn ha, có tại sao thầy lại ra nhanh như vậy. Thực ra em nào mà học khóa học V72 rồi á thì cũng làm sợ cũng nhanh hơn thầy nữa. Nói thiệt bây giờ các em thông minh lắm, các em nhanh hơn thầy nhiều ha, và điều đó cũng làm thầy rất là mừng. Rồi cho tam giác ABD, đây các bạn, A, B và D. Lấy trung điểm ABC, đây mới là D này. Bên này là C. Nối lại. Rồi AC được chia thành 3 khúc đều nhau, 3 đoạn đều nhau ha. Rồi chỗ này là E này. AE gấp đôi AC. Rồi các bạn nối BE với lại AD lại. Học bài toán chi bánh, đây là K. Tại sao thầy lại làm nhanh dữ vậy? Coi lại kiến thức trong khóa học V82 ha. Giờ thầy không có nói nhiều nữa đâu, mệt lắm rồi. D là trung điểm BC nè. Giờ từ D thầy kẻ cái đường song song với lại BE. Đó. Học định lý Thales rồi thì giải thích dễ hơn ha. Còn không thì cũng được, không sao rồi. Giải thích theo đường trung bình cũng được. Rồi. Giờ các em để ý nè. Cái điểm này thầy gọi là điểm Z đi ha. Thì DZ nó song song với BE. Rồi D lại là trung điểm của BC, như vậy Z sẽ là trung điểm của EC. Như vậy là EZ và ZC là bằng nhau. Đây là một phần, đây một phần. Tiếp tục. Từ cái điểm này nè. Điểm này thầy đặt tên là điểm G đi. Thì các em thấy là GE sẽ bằng GA đó nha. Rồi bằng EC nữa đó. Từ G thầy kẻ song song qua, song song với lại BE luôn. Đặt tên cái điểm này là H. Rồi HG song song với KE, mà G là trung điểm AE. Như vậy H sẽ là trung điểm của AK. H là trung điểm AK. Ghi nhớ điều đó cho thầy. Như vậy tóm lại là GE một phần, AG một phần, EC một phần, mà trên EC lại chia thành hai phần này. Như vậy là nếu thầy gọi ZC là một phần ít đó, thì trên này cũng là X, và trên này là 2X, gấp đôi mà. Bên kia cũng 2X, đây cũng 2X nè. Đó. Thì tóm lại là cái cạnh AC nó được chia ra thành 2 phần, 2 phần là 4 phần, đây là 2 phần là 6 phần. Như vậy là từ A tới Z là chiếm 5 phần các em nha, 5 phần. Đó. Như vậy là những cái đoạn song song này. Vậy từ A tới D cũng sẽ là 5 phần. Bây giờ thì kẻ song song qua. Cứ kẻ mấy cái đường chia đôi á. Rồi một lần nữa thầy giảng lại chỗ này nó hơi khó hiểu kìa. EC là bằng EG bằng GA, ba khúc đó bằng nhau. Mà EC thầy chia làm hai phần rồi. Vậy GE cũng hai phần, AG cũng hai phần, vậy cả cái đoạn AC là 6 phần. Bây giờ thầy chỉ tính từ A tới Z thôi thì nó có 5 phần ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi những cái đoạn song song nối từ bên cạnh bên phải qua thì nó cũng chia cái đoạn AD làm 5 phần. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó.
Giờ mấy bạn xét cái tam giác ABD. Thì cái đáy AD nó được chia thành 5 phần đều nhau. 1, 2, 3, 4, 5. Trong đó cái đáy AK là chiếm 4 phần. Như vậy là cái miếng ABK nó sẽ chiếm 4 phần 5 của miếng ABD. Ha. Nó sẽ chiếm 4 phần 5. Thằng này chiếm 4 phần 5 của miếng ABD. Mà miếng ABD á, thì lại bằng nửa của tam giác ABC. Bởi vì AD là trung tuyến mà. Thì miếng ABD các em tính nhanh là bằng 15. Lấy 30 chia đôi thôi. 15. 15 chia thành 5 phần. Vậy mỗi phần là 3. Thì cái phần tím tím này chiếm 4 phần là 3 nhân 4 là bằng 12. Đáp án là 12 là đúng rồi. À. Rồi không hiểu thì phải mua ngay cái khóa học V82 của thầy và nghiên cứu đi. Thời gian đâu mà giảng cho các em nổi. Rồi tạm biệt. Hẹn gặp lại các em ở nick số 2 nha. Rồi bây giờ thầy đi công việc đã. Bye bye.